Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mobile City. Nếu như bạn là một người thích một chiếc máy, nó nhỏ gọn, đơn giản và có nhiều công nghệ, ví dụ như là cảm biến vân tay trong màn hình, thì con Realme GT Neo 2T này là một chiếc máy các bạn có thể cân nhắc nha. Đây các bạn có thể nhìn, cái màn hình trên con Realme GT Neo 2T này này, nó nhỏ cực kỳ, nó rơi vào khoảng 6,43 inch thôi. Đây các bạn có thể xem lại một chút về cái thông tin con Realme GT Neo 2T. Phiên bản có đây là Realme UI 3.0, Realme GT Neo 2T này, chạy có chip Dimensity 1200 AI. Và cái RAM đang có đây là RAM 8GB, có thêm 3 RAM ghi ảo nữa. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về Realme GT Neo 2T. Đồng thời, mình cũng test luôn hiệu năng trên con này. Cái điểm số AnTuTu này là 702.000 điểm, một cái điểm số tương đối cao đúng không? Dimensity 1200 AI, khá ok. Đấy, đây là một vài cái thông số thêm của máy, các bạn có thể là tham khảo thêm. Đó, 409 PPI mà tốc điểm ảnh này, có 120 Hz. Trong phần game mình có thêm hai cái tựa game chính mình test trong ngày hôm nay, Link Mobile và Genshin Impact. Các bạn đừng hỏi là tại sao không test PUBG hay một vài tựa game khác nha. Nhìn chung thả đấy, một vài vấn đề nhiều anh em cũng biết mà đúng không? Rồi mình vào Link Mobile luôn. Trong đồ họa Link Mobile mình cứ để max setting hết nha. Cao này. Ok. Rồi mình chơi bằng kết nối Wi-Fi, độ sáng để tầm khoảng 70% đi. Hiện tại còn 97% pin. Mấy cái game này mình chơi hơi gà, có gì anh em thông cảm nha. Chẳng may AFK bị dở hơi thì... Ai à? Đi đâu bạn? Thực ra như này, nếu bạn nào mà không thiên chơi game quá nhiều ấy, thì có thể chọn con Realme GT Neo 2T này. Bình thường thì rõ ràng con Xiaomi Redmi Note 11T Pro là một chiếc máy thiên về hiệu năng đúng không? Ui ôi nhẹ lắm chứ. Ôi giời. Chia sẻ với các bạn nhiều hơn một chút về Realme UI 2.0 trên Realme GT Neo 2T nha. Nó tiết kiệm pin hơn so với lại 3.0, nhưng bù lại cái phần đa nhiệm nó không bằng Realme UI 3.0 đâu các bạn. Sắp thắng rồi. Có khi mình chưa được 2 trận đấy chứ. Các bạn đánh nhau đi. Tôi ở đây tôi xử lý cái trụ này rồi. Thắng đến nơi rồi. Ok. Xong một trận khoảng hơn 9 phút. Mình sẽ chơi thêm trận nữa nha. FPS thì chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi. Thì trận sau mình sẽ không đo FPS nữa. Loa kép trên Realme GT Neo 2T cũng to đấy, không phải nhỏ đâu. Ổn áp phết. Ôi kìa. Ui hai thằng thì em chịu rồi, thôi em chạy ra. Thứ hai anh thì em, hai anh thì em không đánh được. Hai anh em không đánh được. Ôi giời. Ông đến muộn quá ông ơi. Với mấy cái tựa game nhẹ nhẹ như kiểu là Link Mobile, Free Fire thì các bạn chơi được khoảng 3 năm nữa thoải mái luôn. Thẻ Dimensity 1200 AI vẫn mạnh mà. Yên tâm, chơi mấy tựa game này với con Realme GT Neo 2T mặc dù là nó nóng hơn so với lại cái phiên bản Realme UI 2.0, nhưng mà mình đảm bảo luôn là sẽ không quá nóng đâu. Có khi mình chơi được khoảng 20 phút đấy. Nốt trụ này 20 phút. Ok. Mình chơi được khoảng 2 trận, đó gần 20 phút. Hiện tại phần trăm pin còn 92%. Còn rất mát, mặt trước khoảng gần 37 độ, mặt sau lanh quanh khoảng 35,5 độ C. Chúng ta cùng sang một cái tựa game hủy diệt cấu hình Genshin Impact. Thì mình cứ chơi ở mức độ họa là trung bình xem sao nhá. Nếu mà đơ quá thì mình sẽ chuyển sang thấp 60 FPS. Như này có vẻ cũng căng đấy. Hiện tại phần trăm pin còn 89%. Gần đây mình hay ra khu vực này để xem là về cái phần FPS nó có ổn định hay không. Tại vì khu vực này nó nặng cực kỳ. Đấy, vừa đấm một phát đã đi rồi này. Thôi
ra đây chơi một tí thôi chứ ngồi kiểu này không chịu được, bọn này quá mạnh. Đúng ra là phải dùng cái con Milao kìa. Sau đó dùng con Rosalia để đóng băng cái bọn này để giết cho dễ hơn ấy. Pin trên Rui GT Neo 2 tên chỉ là 4.500 thôi các bạn. Nên cũng sẽ là một cái điều các bạn sẽ cần đánh đổi khi mà tìm chiếc máy nó toàn diện, nhỏ gọn, mức giá dưới 6 triệu, máy mới nhỉ. Công suất sạc con này cũng khoảng 65W, nhìn chung thì các bạn sạc khoảng đâu đó 40-40 phút thôi. Lại đi rồi. Thôi mình chuyển sang chỗ khác. Từ lúc mình chơi đến giờ 9 phút rồi mà mình chưa cảm giác một phát giật lắc nặng nặng. Vẫn rất ngon luôn các bạn. Ui nhưng mà mặt lưng sau nóng quá rồi. Loa to lên. Ôi cái đợt nó chém. Úi dồi ôi. Đà mạnh thế. Con này đa mạnh thật. Ấy, vừa giật một phát rồi các bạn. Ui. Thôi rồi. Lại dùng con Nalu vậy. Sang cái khu vực này thì FPS nó mới tụt xuống. Nó rơi vào khoảng 50-51 thôi. Nhìn chung chơi như kiểu này là quá ngon rồi các bạn. Dimensity 1200 AI. Thế con này các bạn chơi game thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Đây là mình đang chơi ở trung bình khoảng 60 đấy. Mà chơi nó phê như thế này. Không giật lag nhiều. Bây giờ nha, mình bảo các bạn thích chơi game nó ngon lành hơn ấy, sắm luôn cho mình một con sò lạnh DL05 hoặc là con cái gì 12 Pro Max à. Đấy, con 12 Pro Max thì cái công suất nó mạnh hơn. Ui cái. Rồi mình chơi được khoảng 15 phút, hiện tại còn 80% pin. Nhiệt độ mặt trước 47,2 độ C. Nhiệt độ mặt sau cũng khoảng 44 độ thôi. FPS Link Mobile các bạn, thẳng tắt luôn. FPS trung bình là 59,5. Biểu đồ game City Park ở mức đồ họa trung bình và 60. Ổn đúng không các bạn? Dimensity 1200 AI chơi như này là quá ngon rồi. Trong quá trình mình chơi game City Park nhỉ, nó không giật nhiều. Và theo kiểu giật khựng lại thì không có luôn. FPS trung bình là 51,2. Realme GT Neo 2T với chiếc máy sử dụng chip Dimensity 1200 AI quá ngon. Về trải nghiệm chơi game thực chiến đi, với Link Mobile thì yên tâm, các bạn chơi khoảng 3 năm nữa thoải mái. Các bạn chơi ở mức đồ họa thấp 60 hoặc là trung bình 30 hoặc là 60 cũng được thôi. Và gắn thêm cho mình một con sò lạnh vào. Mình đảm bảo luôn, trải nghiệm chơi game 1 năm với Genshin Impact 1 năm rưỡi 2 năm ngon lành cành đào, các bạn không phải lo vấn đề đấy. Thì rõ ràng đến thời điểm hiện tại không có lý do gì mà với Realme GT Neo 2T các bạn không chọn cả. Hiệu năng ổn này, thiết kế ngon, trải nghiệm tuyệt vời. Thì các bạn cảm thấy sao về Realme GT Neo 2T? Mức giá Realme GT Neo 2T rẻ nhất mình sẽ để ở phần mô tả cũng như bình luận kèm cho các bạn nhé. Bạn nào quan tâm có thể click vào để tham khảo thêm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.